biết bao nhiêu người trong thế gian phải chịu đau khổ vì vật chất. Cuộc sống của họ nghèo khó, ăn mặc thiếu thốn, chịu đủ mọi điều bất công, có nhiều người khổ đau về mặt tinh thần. Hãy nhìn xem xung quanh mình đi ra sao. Thật là đẹp quá. Em nhặt không hả Tùng? Dạ, để đó, đừng nhặt đâu. Tính ra ba mấy ngàn thì một ngày em là đủ rồi phải không? Dạ, rất đủ. Tại vì hôm qua em nói em ăn thì em không có bao giờ em ăn sáng hết. Ờ, anh quên hỏi nữa, hồi nãy ăn cái hộp xôi em thấy ngon không? À, hôm bữa giờ đi có mua những cái món ăn sáng như vậy để ăn không? Không. Bây giờ bạn đã bình tâm trở lại, có thể kiểm soát được mình, mà thế giới tự nhiên này không hề thay đổi. Chỉ có nhận thức của bạn thay đổi thôi. Bất cứ cái gì quá độ, ngay cả niềm vui, cuối cùng cũng là sự khổ đau. Nhịn ăn rồi chạy xe vậy sao chạy nổi? Vậy là một ngày em ăn là bao nhiêu cử Tùng? Một hai giờ đặt ở bia em ăn đồ phạt đồ một bữa thôi. Một ngày em cũng ăn một bữa giống như thầy luôn hả? Như thầy luôn. Nếu ngươi dùng tâm từ bi để quan sát, sẽ thấy được hết thảy chúng sanh đều muốn sinh tồn. Sự tàn nhẫn của con người bắt nguồn từ vô tri, hận thù, ganh ghét, ngu si, phẫn nộ và dục vọng, tất cả đều do vô minh sanh khởi. Thân mến chào buổi sáng cô chú, anh chị và các bạn. Phía trước màn hình cô chú thì em Tùng đang nằm ngủ ở trước cái mái nhà của người dân. Có lẽ là hôm qua do trời mưa cho nên là em di chuyển tới đây. Bởi vì buổi tối hôm qua thì em ngủ tầng ở trên kia lần, chứ không phải là cái vị trí ở đây. Mọi người thấy tội nghiệp gì đâu á. Thầy cô chú anh chị thấy chiếc xe em chở ve chai mà khi mà em đi từ Nam ra Bắc á, em sẽ lụm. Và những cái đồ ve chai này cũng là cái chi phí cho em để em đi. Ủa sao hồi tối tụi anh thấy em ngủ ở trên kia mà sao mà chạy xuống đây vậy? Kiểu mưa á. À, anh cũng đoán là hồi tối mưa cho nên là em di chuyển xuống đây hả? À, mưa rồi mới di chuyển tới. Đêm hôm qua ngủ ngon không? Đúng không? Tường đang cuộc đắp lại cả nhà. Buổi sáng là chỉ xúc miệng nước như vậy là xong mà. Ủa em đi là không có đem theo kem bàn chải gì hả? Không. Xúc cái nước đó, nước lọc hay là nước muối? Nước uống trong cũng có lẽ là em Tùng cũng có một cái cách sống rất là riêng, rất là khác với mọi người. Vô trong đây mấy anh em mình trò chuyện xíu. Có đem theo nước ngọt hả? Mua hả? Dạ, mua. À, chạy nước ngọt, mua. Rồi, bữa sáng ăn xoài vậy nè. Ờ, cái này là buổi sáng của em hay sao? Này, đến 2 giờ, ăn rồi đấy, trắng miệng thôi, ăn tết.
trước. À, tụi anh có mua đồ ăn sáng cho em á. Ôi hư rồi, rồi không rồi, bỏ đi con. Tụi anh có mua cái trái đó dòi không mà nghe. Còn hả? Cái xoài này là mình mua hay là mình nhặt vậy? Nhặt thôi. Nhặt thôi hả? Trời ơi thương mà mình con. Sáng thức dậy chưa ăn gì, ăn xoài trắng miệng. Anh nghĩ là em nên mua một cái bàn chải đánh răng với kem á Tùng. Hồi trước tới giờ là em không xài hả? Không. Chỉ sáng súc miệng sơ vậy thôi ha. Ồ, trái đó hư rồi nghe. Ừ, rồi xong rồi đó. Hư rồi. Thôi. Nhặt được hai cái xoài mà hư hết rồi nha. Mặc dù là hơn cảm giác là em Tùng không có tu hành như các sư, nhưng mà cái cách sống cùng với khi mà em đi như thế này nè, nó không khác gì mấy sư luôn. Bởi vì hai tuần thì em mới tắm một lần ở, và bên cạnh đó thì em Tùng cũng rất là đơn giản. Rồi tối hôm qua em ngủ rồi tới mấy giờ mà trời mưa mới chạy xuống đây? Quên rồi chứ không sợ. À, tức là cái lúc trời mưa là bắt đầu là di chuyển xuống đây luôn ha. Mưa rồi đây. Còn sáng tụi anh mua cho em nè. Em dùng ngon miệng. Rồi em ăn nghe. Dạ, cảm ơn tới hai ăn tới anh Huy. Như mỗi ngày thì cái bữa ăn sáng của em thì em thường lại ăn cái gì? Thường giờ thì uống đồ nước rồi. Uống nước tới trưa ạ? Uống nước tới trưa ạ? Ồ, uống nước tới trưa. Trời ơi, gì là tính ra em đâu có ăn sáng đâu mà anh hỏi có không, em nói có ăn sáng. Ít lắm bây giờ hay ăn. Bởi vì không biết là anh Khánh nhớ không, hôm qua Tùng nói mình là một ngày chỉ bán được mười mấy hai chục ngàn. Đúng rồi. Mà nói mà ăn sáng rồi ăn cơm rồi này kia thì cũng đâu có đủ đâu đúng không? Thì đâu có đủ. Cho nên là Tùng khi mà gặp những cái cây giống như gọi là lót dạ sáng thì em sẽ tranh thủ bán những cái phần ve chai mà em nhặt, bởi vì nếu mà để đầy quá thì rất là khó để chạy. Bên cạnh đó thì cũng phải lụm cái ngày tiếp theo, cho nên là em rất là tranh thủ chạy đến cái nơi thu mua phế liệu. Và đó là rất là tội nghiệp luôn. Cùng với đó là mình có cảm giác là Hưng nói là ví dụ là mình bình thường 10 phần đi thì có thể là em Tùng chỉ được khoảng 5-6 phần thôi. Nhưng mà may mắn thì em cũng biết được mọi thứ, cũng như là khi mà đi ra Sơn Minh Tệ thì em cũng tự tìm cái chi phí em ăn uống. Rồi chú anh chị cùng với Hưng theo chân của em Tùng để mình xử lý cái bao ve chai này. Thank you.
Quang biết chỗ bán ve chai không? Ờ à, biết hả? Ở đây không phải nhà mình sao biết? À, tức là chắc là có lẽ là đi cũng để ý rồi, cũng chắc cũng có lẽ là bán đôi ba lần rồi. Bởi vì Hưng thấy chạy nãy giờ cũng rất là xa nhưng mà vẫn chưa tới cái vị trí mà thu mua phế liệu. Cái chỗ này là em bán được mấy lần rồi? Thì bán đây rồi, hai lần rồi ha. Hai lần rồi. Hèn chi là biết chỗ cho nên là chạy băng băng. À, cái chỗ này mình cũng không có thấy là ghi là thu mua phế liệu. Cái anh này anh bán ở đây được mấy lần rồi cô? À, không nhớ luôn ha. Đây là cô, con giới thiệu với cô là cái anh này á. Cái anh này là anh đi xe đạp từ Đồng Nai á, đi ra gặp sư Minh Tuệ. Rồi xong bây giờ đạp giờ, ngược trở về Đồng Nai nè. À, dạ. Rồi nha. Cái này chị mua bao nhiêu một ký? Cái này là mua bao nhiêu một ký bác? Bao nhiêu? Chai thì mình chai này không thì 7.000. 7.000 một ký. Bãi đang đổ ra. Không biết là ngày hôm qua được bao nhiêu. Ồ, có lon bia đó là người ta cho em hay là em nhặt vậy? Em nhặt được vậy luôn hả? Cho anh gửi cái mic này nha. Thầy có lẽ là cái lon bia đó là cái giá trị nhất. Cái giấy là mình có bán không? Đó. Mình bỏ gọn lại đúng không? Đó, thì nó là... Lon bia thì mua bao nhiêu một lon bác? 10.000 ba lon. Sao? 1.000 ba lon. 1.000 ba lon. 1.000 ba lon. Ờ sao em lụm ở đâu mà một đùi dây điện im quá vậy? Đấy. Em nhặt không ha Tùng? Dạ, để đó, đi ngặt đó. Có lẽ là cái đống cái bao ve chai này Hưng nghĩ là chúng 5-70.000 à. Chắc đã được. Chưa chắc hả bác? Con giá bộ con nói vậy cho bác mua cho ảnh cao cao để ảnh ăn cơm, ảnh đi về chạy về quê. Bác thấy bác nghĩ như thế nào mà một anh thanh niên mà chạy xe đạp từ Nam ra Bắc không? Em đang đi bộ với chị. Anh nói với tụi con á là anh thích cái y của thầy Minh Tuệ cho nên là anh mới chạy xe ra ngoài đó. Đây có dây điện này nữa. Sao cái bao này theo như anh nghĩ anh bán được cỡ nhiêu tiền? Đó tầm là giờ đã 30 thôi. 30 hả? Em nghĩ cái này có hơn nha. Bởi vì 3.000 một lon thì cái đó nó cũng được 10.000 rồi. Cái lon bia là được 10.000 rồi. Chai thì 7.000 một ký. Hy vọng là sẽ đựng ký là được 17.000. Dây điện thì bao nhiêu bác? Chắc mấy chục ngàn ký quá. Đây
Cái này cũng là cái ý tưởng rất là hay, khi mà mình đam mê cái vấn đề mà đi du lịch mà đi bằng xe đạp như anh Tùng vậy đó, thì có thể là mình nhặt những cái chai nhựa ven đường để mình làm chi phí mình ăn uống. Để coi coi bao nhiêu ký. 6,5 ký. Chai 6,5 ký là được bao nhiêu tiền hả cô? 13 ngàn. 13 là 23. 23 ngàn. Chắc được khoảng 30-40 quá. 1 ký bác ơi. 1 ký đó 7 ngàn. Là 30 rồi đó. 4 lạng. 3 ngàn không? Ở này không bán hả? Bán nè. Trong tại trong cái chỗ tệ nhảy trong. Lấy đồng. Lấy đồng là bán có giá hơn đúng không? Giá hơn đúng không? Được 33 mấy ngàn. Tính ra 30 mấy ngàn thì một ngày em là đủ rồi phải không? Tại vì hôm qua em nói em ăn thì em không có bao giờ em ăn sáng hết. Anh quên hỏi nữa, hồi nãy ăn cái hộp xôi em thấy ngon không? Em ăn tụi hoa. Hôm bữa giờ đi có mua những cái món ăn sáng như vậy để ăn không? Không. Là sáng là nhịn không hả? Dạ, nhịn ăn rồi chạy xe vậy sao chạy nổi? Em chỉ uống nước thôi. Vậy là một ngày em ăn là bao nhiêu cử Tùng? 1-2 giờ đặt ở bia em ăn đồ phạt đồ đó một bữa thôi. Một ngày em cũng ăn một bữa giống như thầy luôn hả? Như thầy luôn. Nhưng mà em ăn chay hay là ăn mặn? Tại vì em ăn mặn thôi. Nhưng mà cũng chỉ ăn một bữa thôi. Một bữa rồi. Một bữa thì hai bữa. Anh có cảm giác là giống như là em ăn uống rồi sinh hoạt là giống thầy Minh Tuệ luôn ha. Phải không? Không. Là từ hồi trước tới giờ như vậy hay là mới đây thôi? Để chưa được tận tận bây giờ. Chỉ ăn một bữa thôi. Ăn một bữa. Một ngày chỉ ăn một bữa. Như bây giờ là em chỉ ăn cái hộp xôi hồi nãy là tới ngày mai em mới ăn nữa. Chỉ chạy xe là uống nước là đi thôi ha. Rồi. Một chàng thanh niên thật sự có một cái suy nghĩ cũng như là cái cách sống cũng thấy lạ lạ. Nhưng mà em thì em khi mà em đi á, em chỉ bỏ công sức em ra để em ăn uống chứ em cũng không có xin ai và cũng không lấy bất cứ cái gì của ai hết. Thì như cô chú anh chị thấy là em sẽ nhặt những cái gì ở trên đường em thấy mà có thể bán được á thì em sẽ nhặt. Và Hưng nghĩ là nếu mà đi cái chuyến hành trình lần này thì có thể là Tùng sẽ đem được một số tiền kha khá về nhà. Anh nói vậy có đúng không? Em đi chuyến này thì khi mà về tới nhà thì nhắm dư được bao nhiêu tiền? Tại vì em không biết được. Nhưng mà có dư không? Trong mình giờ có dư không? Tới đủ ăn đủ sống ha. Thấy cũng giống như hồi sáng á, khi mà mình lại mình thấy em ngủ ở trên đường cặp cái máy hiên nhà của người dân á, thật sự là cũng thấy thương gì đâu, em nằm co ro thấy thương. Nhưng mà cái đó cũng là cái chuyến hành trình của mình, khi mà mình đi mình bà đâu ngủ đó. Có ngủ nghĩa địa không? Sao vậy? Vì ở trong thì anh em muỗi nhiều. Muỗi nhiều.
tức là mình ngủ ở những cái nơi mà đông người, nhà cửa, có nhà có cửa đông ha, chứ không ngủ những nơi vắng vẻ. À rồi bây giờ là căng xong là mình tiếp tục mình đi, xong rồi mình lại tiếp tục mình nhặt nữa, rồi ngày mai mình lại tiếp tục bán tiếp. Bạn trời chi âu hay cho trời chi âu cho bạn chi ốc. À ơi được bao nhiêu cô? 33 ngàn. 33 ngàn. Thôi bác lại 7 ngàn cả. Trời ơi, lại 7 á. Bạn tạm hơn. Thôi lại 7 ngàn. Không, bia đấy, bia 7 hàng cho đấy, không tỏ. Không tính, không có 7 hàng. Không có 7 ngàn rồi, không thối luôn hả? À, kỳ giá. Đâu có được. Mình phải thối lại cho bác 7 ngàn chứ. 7 hàng cho đấy, không tính. Đấy, không tỏ. Không có 7 ngàn hả? Có 7 ngàn. Rồi xong rồi, không có rồi, không thối luôn. Tại không tối. Chàng ơi, vậy sao được? Có cái gì đưa cho bác không? Không. À khoan, cho anh mượn cái mét thang. Rồi xong rồi, còn dư 7 ngàn rồi đi luôn, không thối luôn. Để Hưng lại, Hưng thổi bác coi xong. Rồi, anh đi luôn rồi bác. À, cho anh luôn hả? À, coi như là bác làm phước đi, chứ bây giờ anh đi vậy cũng không biết sao. Em Tùng bây giờ là sẽ bắt đầu một ngày mới và cũng đã xử lý cái bao ve chai xong. Hưng đoán là cũng được 50-70 ngàn, nhưng mà không ngờ nó thấp hơn cái dự đoán của Hưng. Và khi mà cái lúc mà cái bác mà thu mua ve chai gửi tiền cho em ấy thì Hưng cũng bất ngờ luôn, bởi vì còn dư 7 ngàn mà em lại đi te, em không thối, em nói là em không có tiền, em thối rồi em đi luôn. Mà cũng may mắn là cái bác chỗ thu mua phế liệu, bác cũng gửi tặng cho em cái phần đó, giống như là tặng cho em một cái phần cơm. Như cô chú anh chị thấy là cái bao ve chai bây giờ là không còn cái gì nữa. Và bây giờ thì em sẽ tiếp tục nhặt những cái chai nhựa, những cái ve chai ven đường. Nhưng mà có một sự trùng hợp nào đó, Hưng nghĩ là cái này là có thể là em ấy cũng biết cái vấn đề tu tập như là thầy Thích Minh Tuệ. Em chỉ ăn một ngày đúng một bữa và đạp cái xe đạp như vậy thì có lẽ là một ngày em sẽ chạy được khoảng mấy chục cây số. Mà mình nghĩ chắc là em cũng có sức khỏe rất là tốt luôn. Bởi vì thay vì thầy Minh Tuệ đi bộ thì thầy ăn một bữa, còn em là em phải chạy xe đạp. Nhưng mà em cũng chỉ ăn đúng một bữa thôi. Khi nào mà đói thì em sẽ uống nước. Và có thể là một ngày em sẽ uống một cái lượng nước rất là nhiều. Và có lẽ là Hưng xin khép lại cái video buổi sáng ngày hôm nay và tiếp tục hành trình cùng với em Thông trên cái con đường hướng về Đồng Nai. Và em ấy sẽ mưu sinh nhặt những chai nhựa, những cái gì mà có thể là em cảm thấy mà em bán được là em sẽ nhặt. Cô chú anh chị đăng ký kênh để theo dõi cái hành trình của Hưng cùng với em Tùng. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video tiếp theo. Một ngày chạy được mấy chục cây Tùng? Sáu chục cây số. Ồ, quá dữ luôn.